lên. Cô không biết là đi đến đâu mà mình cứ đi. Mình thử coi. Rồi. Giờ mình cũng nói từ từ thôi, không biết đường ngoài đường này quá dốc và mình cứ chạy xuống thử coi. Rồi mong rằng xe mình sẽ phóng lên nổi. Bên trên núi sập, không có biết là cái gì đây, ở đâu. Không có lên được rồi, trên kia có lên được không? Mày có lên lên đây được không ấy? Dạ. Lên trên này được không? Dạ, cái đó là lên trên dây, hết đường đi. Hết đường đi mà xe. Đúng rồi, thì hẳn là có chỗ đi xe đâu. Rồi. Đó, đi nhảy không? Rồi. Đi xe đó chút rồi lỡ bộ mình cứ lên. Cảm ơn. Lỡ xa không? Đó, lên... nghe tờ đi xe đó lỡ bộ đó, nó gì đó, có đó. Rồi. Nó có cái gì trên đó? Nó có gì trên đó? Nó có cái gì trên đó? Đến đó có cái đó. Vậy sao? Vậy thì mình đi lên vậy á? Không yêu nhau lên trển đi. Ghê không? Lên YouTube coi nha. Nó đã để gửi xe đây. Đi nhà gửi xe đây thì bộ lội bộ lên chưa ha? Em lên em ngó coi. Em lên em ngó coi là có cái gì trên đó thôi, khỏi nhưng mà không có ấy thì mình khỏi lên cũng được. Lên thử coi có gì nữa. Lên coi có gì đó. Gửi xe không em? Mấy đại ca trên núi núi gì đây? Đây là núi gì? Hang Dơi. Hang Dơi. Hang Dơi. Hang Dơi đúng rồi đó chú, Hang Dơi. Hang Dơi. Hang Dơi hay là Mang Dơi? Hang Dơi. Đó, mấy đại ca Hang Dơi. Thấy không? Mày chủ làm gì mày? Ôi tôi mất cái bịt bánh lên giờ, bịt bánh thì nó lấy đi mẹ rồi. Ủa chú làm trực tiếp gì vậy? Không. Chúng mày lên YouTube mày coi. YouTube rồi. Sao? Hả? Khám phá cùng nhau. Khám phá Creta cùng nhau. Mình đánh vô cái hình chỗ nào? Không. Không có gì mà đánh vô đó là mình gặp chúng ta trong đó luôn. Nhìn hai mặt này. Hai mặt là biết đó. Đúng không? Đó, thằng này, thằng này tên gì? Thằng này cũng có mấy con như này. Tên gì? Phúc. Phúc thằng này. Dạ con tên Hiếu. Thằng Hiếu thằng này. Con tên Nam. Tưởng. Thằng này tên Nam. Tên Nam. Thằng này. Phúc. Rồi mày đi chơi chút nữa cho mày xuống dưới đồng hồ dưới kia phải không? Dạ. Rồi chút nữa chút xíu đi rồi đi đi quậy với nhau, nó có gì vậy đó? Gì vậy đó? Dạ dưới đó có chỗ nguyên cái đồng hồ đập dịch rồi hú. Sao? Bắt tin. Bắt tin cái gì cũng có. Mà có thu phí hay miễn phí đó đi xuống đó. Không đi nhân quá 1 tháng 5 á. Để chờ phải lội bộ xuống trên núi lại hả? Không, không, có, xe qua cái tới rồi hả? Giữ xe trên đây rồi hồi đi xuống dưới rồi. Khám phá cùng nhau. Rồi. Ta cùng nhau. Đó, mấy này là mấy đề ca trên núi hết đó. Đó, nữ hai anh ơi. Ai lên có gặp bạch mấy thằng này đó thì đi có đánh cho nó nha. Thôi đừng quấn nha. Ê, đừng có quấn nhỏ nha. Con bé nhất trong đây. Con sợ lắm mà. Con yếu nhất nè. Con mới tay xíu là con vô làm. Rồi. Ok. Giờ mày lấy nước không? Cho đứa, đứa cho một chai nước cho tụi bay xuống. Dạ dạ rồi. Thì lấy kêu xin cái ấy nước đi, một chai nước thôi nha. Chai đi. Chai uống đi, chai uống lợn đi. Rồi, giờ mày đi xuống trước đi. Trời, trời. Mà trời đất. Trời đất tới. Rồi, xong, đủ rồi. Bao nhiêu tiền nó nói người ta coi. Bao nhiêu tiền luôn trời, bao nhiêu tiền? Xin con. Rồi, xong. Ừ. Rồi, mày đi xuống trước đi, giờ chân lên ta xuống. Đây. Biết đường đi xuống rồi. Biết. Rồi, bây giờ mình đi xuống đường này. Mấy nhỏ nó kêu là mình đi xuống đường này chơi. Có cái đồng hồ vậy đó thì mình đi xuống từ đây thôi, con đây thử coi. Rồi mình đi khám phá nhau. Đó cái đường này được đi xuống.
cũng không biết đi đâu. Mà nhỏ nó phá quá, nó quẩy. Thì mình cứ đi xuống. Đó. Mình cứ đi xuống đây. Xuống coi nó có cái gì ở dưới đó. Ở trên quán nữa đi xuống lại đi xuống thẳng xuống đây thì con đường nó sẽ thành như thế này. Đó, mình đi xuống đây. Bước xuống thì xuống dưới tút dưới kia luôn. Mình để vợ mình trên kia. Mình đi xuống dưới này. Xuống dưới chân núi. Nguy hiểm quá, đi xuống từ từ xuống đây. Biết đi đến đâu rồi, mấy nhỏ. Ấp. Cái này mình nên để vợ mình ở dưới trên đó là đúng rồi. Mình đi xuống dưới đây. Cái đường xuống đây. Cái đường xuống như thế này. Biết nhỏ đi đường nào luôn. Đi ra đường này coi có cái gì trên này. Mình không biết là cái gì đâu đâu. Mình tò mò lên đường này coi ra sao. Đường xuống. Wow. Mấy nhỏ nó xuống dưới này mình. Wow, xuống dưới này hả? Dưới hồ với tầng đá đây. Vậy là mình không có xuống được kia. Mình lên đây. Mình coi xem nhỏ mấy nhỏ nó xuống như thế nào. Đó, trên kia là cái. Trên kia là cái chỗ chút nữa mình lên. Mình lên chiếc kế đó. Và đậu, mình đậu xe thì đậu xe trên này. Đó, mình đậu xe chỗ đó đó. Trên đó mình đi xuống dưới đây. Xuống dưới đây. Xuống tới đây. Mình ra đây. Đó, mình ra đây. Đó, dưới kia là công viên. Ở đây là chân núi. Mấy anh nhỏ chắc nó xuống dưới kia hết rồi. Đó, xuống dưới kia hết thì dưới tút dưới kia. Dưới kia là công viên. Đó, đâm vào cái núi thẳng ở trên này. Mà cái này là mình đi đường sau. Giờ mình không có xuống nữa, mình đi lên thăm lên với vợ mình. Chúng là mình hãy sẽ vô cái công viên đường kia. Cái này mình đằng sau. Đó, chỗ đây chơi thì người ta bỏ hoang rồi. Giờ không có ai hết cái cổng này. Cái cổng này hồi xưa. Thôi vậy mình cứ ngược lên mượt ra. Đó, trên đó là mình chưng nó mình lên trên đó đó. Túc trên đó đó. Thấy không? Đó, cái đó là tảng đá. Đây là nhìn thấy đây là tảng đá. Trước mặt đó là công viên. Rồi, mình cũng dài được là thương coi.
có cái đồng hồ nhỏ, mấy nhỏ nó có đồng hồ mà đâu thấy đồng hồ đâu, hay là trên công viên dưới kia. Thôi hiểu rồi, cái này đằng sau cái đồi trên đó là cái thị trấn núi sập trên đó. Rồi ok hiểu rồi, vậy thì mình sẽ lên trên này, mình sẽ lên trên này, lên này mình nhìn xuống ngắm cảnh cái thị trấn núi sập. Bây giờ mình đang đi lên. Mình đang ngược lên với vợ mình. Ở dưới đó đi lên, ở dưới trên công viên gì đó người ta nói, đi lên trên này, leo lên. Đây là phải có sức khỏe mới lên được. Mình đang đi lên. Mệt lắm. Mệt lắm, mệt lắm. Mình lên tới trên kia mà mệt lắm. Cái này phải có sức khỏe mới lên nổi. Có sức khỏe là thua luôn. Phải lên đây, đi lên đây, đi lên đây, đi lên này, lên trên kia. Mấy bạn nào mà có sức khỏe mới lên nổi không là xíu rồi. Mình đi đây cũng muốn tắt thở rồi. Nhà mấy nhỏ nó nói gì đó, cái đồng hồ cái gần xe bên mà lúc mình đi chỉ thấy là xa. Xíu cho mày.